Kính lạy Cha Trời Giêsu, thật sự bây giờ thì con cũng không biết làm gì để giúp đồng bào con thức tỉnh. Mau mắn phụ giúp con thông báo những tin mừng này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp. Con tổ chức cầu nguyện. Và giờ đây thì thật sự thì con không biết là con cần tổ chức tại nơi đâu. Bây giờ con sẽ kính xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho con bởi hồng ân của Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu ban cho. Bây giờ con sẽ thảy cái đồng bạc này lên. Đồng bạc này là lời của Cha Trời Giêsu. Nếu hình thì chúng con sẽ tổ chức cầu nguyện tại nơi đây mỗi Chúa Nhật vào lúc 11 giờ sáng tại nơi đây, tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, Freedom Park. Còn nếu ra hình ảnh chữ bên đây thì con tiếp tục cầu nguyện tại parking lot phía trước văn phòng Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và nhân loại. Giờ đây con kính xin Cha Trời Giêsu cùng Chúa Thánh Thần chọn cho chúng con, quyết định cho chúng con. Đây con thảy đồng tiền lên. Đây là hình. Con nghĩ rằng là Cha Trời Giêsu ra lệnh cho chúng con tổ chức cầu nguyện tại nơi đây mỗi Chủ Nhật vào lúc 11 giờ sáng. Vâng, con sẽ làm như thế. Đồng bào thấy ông rồng vĩ đại, đầu rồng đó, cái đầu mình mà đuôi hướng này. Và đây là khuôn mặt Cha Trời Giêsu